Phim Mai của Trấn Thành đang được chiếu ở Mỹ có đông người xem không? Đây là phim có doanh thu cao nhất ở Việt Nam với 520 tỷ. Hôm nay là ngày thứ hai phim Mai được công chiếu ở Mỹ và Kelly thì cũng đang đi xem ở thành phố San Jose, Bắc Cali đây. Giá vé xem phim dao động từ 12 đô cho đến 19 đô Mỹ cho một vé, tức là 300 cho đến 470 ngàn Việt Nam nhé. Tùy vào loại dạp và giờ chiếu, giờ chiếu buổi tối cuối tuần thì vé sẽ mắc hơn. Lúc Kelly đi xem thì dạp kín được hơn một nửa và đây là dạp nhỏ thôi, Ghế ở dạp chiếu phim ở Mỹ thì cũng rất là thoải mái, có nút điều khiển để ngả người và duỗi chân ra nữa. Người đi xem phim mai thì cũng là toàn là bà con cô bác người Việt mình thôi. Xem xong thì thấy có người khen, người chê và bàn bạc về phim khá nhiều. Thành phố Kelly đang ở thì có rất đông cộng đồng người Việt mà. Kiểm tra mấy giờ chiếu khác thì cũng có dạp đã được đặt cần kín, có dạp thì cũng còn trồng đến hơn 90%. Nếu bạn đang ở nước ngoài thì thành phố bạn đang ở có chiếu phim mai hay không? Và có đông người đi xem không nè? Bạn nghĩ gì về phim này?